Nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong cơ thể con người, giúp duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để thay đổi nguồn nước, thì Phi TV xin giới thiệu máy lọc nước điện giải Kangen, một sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản nhằm giúp tăng cường sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng tuổi thọ, hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa, cũng như giúp đường ruột sạch hơn và hoạt động tốt hơn. Ngoài ra còn giúp phòng chống những bệnh ngoài da, viêm nhiễm và vẩy nến. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc anh Hòa Võ qua số điện thoại 0402 027777. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, đại dịch COVID-19 hiện không còn được quan tâm nhiều và do đó việc thử nghiệm cũng như chủng ngừa đang bị sao lãng. Điều này đã dẫn đến việc dư thừa hàng trăm triệu bộ thử nghiệm nhanh AAT tại Úc. Trong lĩnh vực giáo dục, ngày càng có nhiều tranh luận về việc nên hay không nên sử dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT trong các trường đại học. Trong khi đó thì tại Mỹ, thành phần triệu phú phải ở nhà thuê ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại New York. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023 của Việt Face TV. Đại dịch COVID-19, hàng trăm triệu bộ xét nghiệm nhanh AAT sắp hết hạn. Vào thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, các bang và vùng lãnh thổ tại Úc đã đặt mua 518 triệu bộ xét nghiệm nhanh AAT. Đây là một số lượng rất cao, trong khi nước Úc chỉ có 26 triệu cư dân. Mặc dù hàng chục triệu bộ xét nghiệm AAT đã được phân phối tới tay người dân, nhưng vẫn còn hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu bộ vẫn chưa được sử dụng và sắp hết hạn. Trong số các tiểu bang, thì Victoria là nơi đã đặt số lượng hàng cao nhất là 200 triệu bộ xét nghiệm AAT, tương đương khoảng 30 bộ một người cho 6,6 triệu cư dân. Tuy nhiên, theo phân tích của đài ABC, thì Victoria vẫn chưa sử dụng 40,5% số bộ xét nghiệm, tương đương khoảng 80 triệu bộ. Trong khi đó, tiểu bang Queensland có 5 triệu 300 ngàn dân và đã đặt mua 9 bộ cho mỗi người dân, và hiện nay vẫn đang còn 65% hàng tồn kho. Đó là chưa kể đến khoảng 3 triệu rưỡi bộ xét nghiệm AAT đã bị vứt bỏ hoặc sẽ hết hạn trong 3 tháng tới. Chính quyền Queensland hiện đang xem xét khả năng tái chế hoặc quyên góp các bộ thử nghiệm dư thừa này. Trong phạm vi liên bang, nước Úc đã gửi 450.000 kit xét nghiệm AAT tới các quốc gia như Samoa, Tonga hay Indonesia. Nhưng các nhà phân tích cho biết, nhiều quốc gia đã gỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm bắt buộc và do đó các nước này trong thực tế cũng không cần số lượng lớn kit xét nghiệm AAT. Để giải quyết vấn đề hàng tồn kho, TGA đã kéo dài thời hạn sử dụng của một số bộ xét nghiệm. Nhiều chủng loại hiện có thể được sử dụng trong tối đa 18 tháng so với thời hạn hết hạn ban đầu là 4-6 tháng. Kho dự trữ kit xét nghiệm AAT khổng lồ của Úc được nhận định bắt nguồn từ cách giải quyết đại dịch. Việc nới lỏng hạn chế vào cuối năm 2021 đẩy nước Úc rơi vào những đợt bùng phát dịch nghiêm trọng, khiến chính quyền vội vàng dự trữ bộ xét nghiệm COVID-19. Trong đợt dịch cuối năm 2021, giới chức cũng đã bị chỉ trích vì không mua đủ số bộ xét nghiệm. Ông Martin Aldridge, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập tại Tây Úc, đã chỉ trích chính phủ Mark Gowen vì quyết định mua số kit xét nghiệm trị giá 600 triệu đô la, trong khi người dân khó có thể dùng hết. Ngoài ra, nhiều người khác cũng kêu gọi chính quyền các cấp tại Úc nên tìm phương án, tránh tình trạng tương tự nếu gặp bất kỳ đại dịch nào trong tương lai. Cơ quan tài chính, y tế liên bang và tiểu bang cần cải thiện khả năng phối hợp khi mua hàng loạt dụng cụ y tế. Biến đổi khí hậu, danh sách 12 doanh nghiệp lớn tại Úc phát thải khí CO2 nhiều nhất.
Hội đồng khí hậu nêu thẳng tên các công ty phát thải tồi tệ nhất của Úc. Một báo cáo mới của Hội đồng khí hậu nêu tên 12 tập đoàn nhiên liệu hóa thạch xả thải hơn 287 triệu tấn ô nhiễm gây hại cho khí hậu kể từ năm 2016. Những phát hiện này đã làm gia tăng tranh luận xung quanh chính sách của chính phủ lao động Albanese nhằm bảo đảm các công ty phát thải lớn nhất của Úc thực hiện vai trò trong việc đáp ứng các mục tiêu khí hậu quốc gia. Hội đồng khí hậu đang gia tăng áp lực lên các công ty và việc thải khí carbon của họ, xác định 12 tập đoàn kinh doanh là những người phát thải nhiều nhất trong báo cáo mới nhất của mình. Nhóm được gọi là Dirty Dozen bao gồm các công ty xăng dầu và khai thác khoáng sản mà danh sách chúng tôi đang cho chạy trên màn hình. Người đứng đầu bộ phận vận động chính sách tại Hội đồng Khí hậu, tiến sĩ Jennifer Rayner nói rằng, báo cáo chỉ ra những công ty này vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng môi trường. Theo lời tiến sĩ Rayner, thì những công ty gây ô nhiễm lớn này đã thoải mái với tình trạng thải khí của họ quá lâu và đã đến lúc họ phải giảm bớt gánh nặng trong nỗ lực chung của quốc gia nhằm cắt giảm khí thải. Ngoài ra, số liệu ước tính rằng 12 công ty này đã xả ra hơn 40% trong tổng lượng khí thải được quy định theo cơ chế bảo vệ trong tổng số hơn 200 công ty được đưa vào danh sách. Chính phủ Albanese hiện đang tìm kiếm tư vấn như một phần trong quá trình cải cách cơ chế bảo vệ nhằm giúp ngành công nghiệp giảm lượng khí thải phù hợp với các mục tiêu khí hậu của Úc. Đó là một khuôn khổ pháp lý nhằm hạn chế lượng khí thải của các cơ sở công nghiệp lớn, chiếm gần 30% lượng khí thải quốc gia. Bên cạnh đó, tiến sĩ Rayner cũng đang kêu gọi chính phủ củng cố các thiết lập dự thảo mà họ đã công bố để kiểm soát tốt hơn những gã khổng lồ về nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, thì Giám đốc Tài chính Năng lượng Khí hậu Tim Buckley cho biết có một cơ hội ngàn năm có một để đầu tư vào quá trình giảm thải carbon. Ông Buckley lạc quan rằng Úc có thể vận dụng năng lượng tái tạo và các loại khoáng sản quan trọng trong khi khai thác các loại năng lượng đó. Đời sống xã hội. Bộ Giáo dục Singapore ủng hộ việc sử dụng ChatGPT một cách có trách nhiệm. Bộ Giáo dục Singapore hiện đang hướng dẫn các giáo viên tại các trường học và các cơ sở giáo dục học cách sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI, chẳng hạn như ChatGPT, để nâng cao chất lượng học tập khi mà các công cụ này ngày càng trở nên phổ biến. Theo lời Bộ trưởng Giáo dục Singapore Chen Chung Sing, thì ChatGPT giống như một chiếc máy tính để học toán. Tuy nhiên, ChatGPT chỉ có thể trở thành công cụ hữu ích cho việc học khi học sinh đã nắm vững được các khái niệm cơ bản và kỹ năng tư duy. Chính vì thế, Bộ Giáo dục cho biết là họ cũng sẽ trang bị cho các học sinh, sinh viên các kỹ năng sử dụng các công cụ AI một cách có trách nhiệm. Cũng theo người đứng đầu ngành giáo dục Singapore, thì các học sinh sẽ được dạy để hiểu về các khái niệm cơ bản và không quá phụ thuộc vào các công cụ AI như vậy. Điều này sẽ tương tự như cách máy tính không loại bỏ nhu cầu hiểu các phép toán cơ bản của học sinh. Ngoài ra, các học sinh cũng sẽ được trang bị kiến thức về cách thức mà các công cụ AI làm việc để có đủ khả năng đánh giá và phân tích về các kết quả có được từ các công cụ đó, bởi chúng đôi khi có thể không chính xác hoặc sai lệch. Đối với việc ngăn chặn gian lận thi cử bằng cách sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Bộ trưởng Chen Chung-sing cho rằng các cơ sở giáo dục đại học có nhiều phương thức đánh giá khác nhau, chẳng hạn như việc kiểm tra, thuyết trình và làm dự án, đòi hỏi phải quan sát, ghi chú và phân tích, ghi chú mà công nghệ AI không thể tạo ra dễ dàng. Có nhiều giải pháp được áp dụng để phát hiện đạo văn trong các bài tập, trong đó có các công cụ công nghệ có thể phát hiện nội dung do công nghệ AI tạo ra sẽ được phát triển theo thời gian. Đời sống xã hội. Việt Nam cần ban hành quy định để ứng phó ChatGPT. ChatGPT là một thách thức và Việt Nam cần ban hành quy định để ứng phó, theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin, tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng. Theo lời ông Nguyễn Trường Thắng, thì ChatGPT là một thách thức lớn cho bộ máy quản lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc đánh giá năng lực thực sự của nhân viên. Lý do theo lời ông Thắng thì khó có thể phân được một tài liệu văn bản do con người làm ra hay do công cụ thông minh như ChatGPT thực hiện. Ông Nguyễn Trường Thắng cho rằng Việt Nam cần sớm nghiên cứu và ban hành các khuôn khổ pháp lý liên quan, bảo đảm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các công việc một cách rõ ràng, chỉ rõ nguồn gốc các phần được tạo ra từ những công cụ hỗ trợ thông minh như thế,
Trong khi đó, thì báo Tiền Phong đã dẫn phát biểu của tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm các khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nhiều người lo lắng học sinh có thể dùng công cụ ChatGPT để gian lận trong học tập thi cử. Do đó, theo ông Nam, việc đánh giá cần phải thay đổi theo hướng sáng tạo, chứ không thể chỉ dựa trên trí nhớ. ChatGPT là công cụ sử dụng AI có bộ dữ liệu huấn luyện ban đầu do OpenAI dựng sẵn với 300 tỷ từ. ChatGPT sau 2 tháng ra mắt đã có 100 triệu người dùng trên toàn thế giới. Nó có thể trả lời mọi câu hỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong khoảng thời gian vài giây. Khủng hoảng kinh tế, triệu phú cũng thuê nhà ở. Xu hướng những người có thu nhập cao nhưng chọn thuê nhà đang khá phổ biến ở Mỹ. Nguyên nhân phần lớn đến từ khủng hoảng chi phí sinh hoạt và kinh tế suy thoái. Theo thống kê của trang web tìm kiếm nhà thuê, gọi là Rent Cafe, thì số lượng triệu phú thuê nhà ở New York đang tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây. Sử dụng số liệu điều tra dân số trước đó, Rent Cafe xác định vào năm 2015 có 908 triệu phú thuê nhà ở New York. Tuy nhiên đến năm 2020, con số đó lên tới 2.457, tức là gia tăng 171% và chiếm 3/4 tổng hộ gia đình thu nhập trên 1 triệu USD một năm. Xu hướng tương tự hiện cũng diễn ra ở thành phố San Francisco khi thứ hạng của người giàu thuê bất động sản nâng từ 17 lên thành 294 và đây là sự gia tăng lớn nhất tại Hoa Kỳ. Từ một nơi không có triệu phú mướn nhà nào vào năm 2015, thành phố Jersey đã ghi nhận thêm 104 người thuộc nhóm này sau 5 năm. Rent Cafe không chỉ xem xét đặc điểm địa lý mà còn phân tích nhân khẩu học của những người đi thuê giàu có nhất nước Mỹ. Các chuyên gia nhận thấy thế hệ Millennials, tức là những người sinh từ năm 1981 đến 1996, có nhiều cá nhân sở hữu khối tài sản giá trị cao, nhưng vẫn lựa chọn hình thức nơi ở tạm thời hơn những thế hệ khác. Đứng thứ nhì là thế hệ X, và đứng ở vị trí thứ ba là thế hệ Baby Boomers, tức là những người sinh đẻ sau Thế chiến thứ hai, và thế hệ Z là thế hệ đạt điểm thấp nhất. Tuy vậy, kết quả này ít gây ngạc nhiên cho giới nghiên cứu khi đề cập đến những công việc phổ biến do nhóm triệu phú thuê nhà nắm giữ. Trong đó, nhà quản lý, đại lý bán dịch vụ tài chính, nhà phát triển phần mềm, luật sư và thẩm phán chiếm đa số. Nhìn chung, xu hướng những người có thu nhập cao chọn thuê nhà hiện đang tăng vọt. Trên toàn nước Mỹ, hiện có 2,6 triệu người kiếm hơn 150.000 USD một năm, nhưng vẫn thích ở những căn hộ cho thuê. New York là một trong những thành phố khó tìm nhà trống nhất nước Mỹ. Đặc biệt sau đại dịch, nhu cầu về nơi ở tăng cao khiến giá cả liên tục lập đỉnh. Chi phí cho khoản này chiếm phần lớn trong tiền tiêu xài hàng tháng của nhiều cư dân, chiếm 30% thu nhập của những người kiếm hơn 254.000 USD mỗi năm. Trung Quốc, khinh khí cầu gián điệp hoạt động dưới thời Tổng thống Donald Trump. Khinh khí cầu gián điệp tức là spy balloon đã bị không quân Hoa Kỳ bắn hạ tại vùng biển ngoài khơi tiểu bang South Carolina vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Và hiện nay giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ vẫn đang nỗ lực thu xếp để có thể giữ được các mảnh vụn của khinh khí cầu này với hy vọng sẽ phát hiện được những tin tức tình báo quan trọng. Chính phủ Mỹ cũng đã loan báo là ngoài khinh khí cầu gián điệp đã xâm phạm không phận Hoa Kỳ, còn có một khinh khí cầu gián điệp khác cũng đã xâm phạm không phận của các nước Nam Mỹ. Tuy vậy, hôm qua, theo hãng tin Sky News, thì 4 tháng trước đây, một spy balloon của Trung Quốc cũng đã được nhìn thấy trên không phận Hawaii. Ngoài ra, theo hãng tin Fox News, thì đã có ít nhất là một khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc đã bay ngang qua không phận của tiểu bang Texas và Florida trong thời gian Tổng thống Donald Trump cầm quyền. Mặc dầu ông Donald Trump xác quyết là chuyện này đã không xảy ra. Riêng trong trường hợp khinh khí cầu gián điệp lần này, thì Tòa Bạch Ốc loan báo rằng Tổng thống Joe Biden đã chấp nhận đề nghị của Bộ Quốc phòng là không nên bắn hạ khinh khí cầu này khi nó đang bay trên không phận lục địa Hoa Kỳ để tránh gây thiệt hại cho cư dân. Bởi lý do ấy mà chính phủ Mỹ phải chờ đợi cho đến khi khinh khí cầu này bay khỏi lục địa Mỹ và đã bị bắn hạ tại địa điểm khoảng 12 km trên vùng biển tiếp giáp với tiểu bang South Carolina. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.